Chào mừng quý vị đến với lại giá thị trường 24 giờ. Trong video ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật về giá của mũ cao su của ngày 7 tháng 11 2023. Gửi đến anh chị những cái thông tin mới nhất về thị trường của mũ cao su. Cục xuất nhập khẩu cho biết quý 3 2023 giá cao su trên thế giới phục hồi so với quý 2 2023. Giá cao su tự nhiên tăng lên trở lại kể từ đầu tháng 8 2023 và tiếp tục tăng trong tháng 10 2023. Đà tăng của giá cao su tiếp tục được hỗ trợ nhờ các hoạt động sản xuất tại Trung Quốc dần được khởi sắc, giúp giảm tổng co cao su. Bên cạnh đó, Trung Quốc có nhiều chính sách để thúc đẩy ngành công nghiệp xe điện, cũng tác động tích cực lên tổng cầu cao su. Trong khi đó, xuất khẩu xăm lớp của Trung Quốc có xu hướng tăng cả về lượng và giá, dẫn tới nhu cầu nhập khẩu cao su tăng trong quý 3 2023. Giá cao su kỳ vọng sẽ giữ được ở mức cao cho đến cuối năm, nhờ giá dầu đứng ở mức cao và nhu cầu phục hồi của Trung Quốc. Trong tháng 10, 2023, giá cao su tại các sàn giao dịch chốt ở châu Á có nhiều biến động. Mặc dù giảm trong mấy phiên gần đây, nhưng so với những tháng trước thì vẫn rất là tăng mạnh. Dự báo trong quý tới, ngành cao su sẽ dần được kể sắc do nhu cầu của thị trường được phục hồi, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, giúp giá cao su tăng trong bối cảnh giá dầu có khả năng neo ở mức cao. Trước những lợi thế về giá và nhu cầu rõ rệt như hiện nay, các doanh nghiệp xuất khẩu cao su của Việt Nam cần có chiến lược thúc đẩy xuất khẩu, đặc biệt là thị trường Trung Quốc trong thời gian tới. Cùng với đó, các doanh nghiệp nên chủ động tăng cường cao su, chế biến hơn là cao su nguyên liệu để nâng cấp giá trị của xuất khẩu. Xuất khẩu cao su từ nay đến cuối năm được kỳ vọng sẽ cải thiện về lượng và giá trị. Và bây giờ mời anh chị và các bạn cùng nhau đi vào giá cụ thể chi tiết của từng tỉnh. Giá mũ cao su các loại ngày 7 tháng 11 2023 Mũ nước khô 13.700 đồng trên 1 kg, vừa 12.700 đồng trên 1 kg, ước là 8.200 đồng trên 1 kg. Mũ đông, khô 11.500 đồng trên 1 kg, vừa thì là 9.900 đồng trên 1 kg, ước là 7.500 đồng trên 1 kg. Và chúng ta có mũ dây thì khô là 12.100 đồng trên 1 kg, ước là 9.000 đồng trên 1 kg. Mũ tạp là 290 đồng trên 1 độ. Mũ chén chúng ta có dây khô là 13.500 đồng trên 1 kg mũ tận thu là 5.000 đồng trên 1 kg và cuối cùng là mũ đất là 5 510 đồng trên 1 kg và bây giờ chuyển sang mũ cao su và mũ nước và mũ tạp trong tất cả các tỉnh giá mũ cao su của miền Bắc ngày 7 tháng 11 2023 Bắc Giang mũ nước thì chúng ta sẽ có giá là 295 đồng trong một độ mũ tạp là 285 đồng trong một độ Yên Bái là 285 đồng trong một độ và mũ tạp là 285 đồng trong một độ giá bằng nhau luôn Lào Cai là 270 đồng trong một độ, Mũ Tạp là 270 đồng trong một độ, Hưng Yên là 315 đồng trong một độ, Mũ Tạp là 295 đồng trong một độ, Nam Định là 285 đồng trong một độ, Mũ Tạp là 285 đồng trong một độ, Thái Nguyên là 310 đồng trong một độ, Phú Thọ là 300 đồng trên một độ, Mũ Nước, còn Mũ Tạp là 285 đồng trong một độ. Thái Bình là 305 đồng trên một độ cho mũ nước, mũ, mũ tạp là 285 đồng trên một độ. Hà Nam là 310 đồng trên một độ cho mũ nước, Vũ tạp là 285 đồng trên một độ. Vĩnh Phúc là 305 đồng trên một độ cho mũ nước và mũ tạp là 285 đồng trên một độ. Hà Nội là 305 đồng trên một độ cho mũ nước. Ninh Bình là 305 đồng trên một độ cho mũ nước. Tiên Quang là 305 đồng trên một độ cho một nước, đồng trên độ mũ nước. Giá mũ cao su của miền Trung và Tây Nguyên ngày 7 tháng 11 năm 2023. Thanh Hóa là 295 đồng trên một độ, mũ tạp là 285 đồng trên một độ. Nghệ An, mũ nước là 285 đồng trên một độ, mũ tạp là 285 đồng trên một độ. Hà Tĩnh, mũ nước là 295 đồng trên một độ, mũ tạp là 270 đồng trên một độ. Quảng Bình, mũ nước là 296 đồng trên một độ, mũ tạp là 296 đồng trên một độ. Quản trị là 285 đồng trên một độ, mũ tạp là 285 đồng trên một độ. Thừa Thiên Huế là 310 đồng trên một độ và mũ tạp là 285 đồng trên một độ. Quảng Nam là 300 đồng trên một độ và mũ tạp là 285 đồng trên một độ. Quảng Ngãi là 305 đồng trên một độ và mũ tạp là 285 đồng trên một độ. Bình Định là 310 đồng trên một độ và mũ tạp là 285 đồng trên một độ. Khánh Hòa là 305 đồng trên một độ và mũ tạp là 285 đồng trên một độ. 5 đồng là 305 đồng trên một độ và mũ tạp là 285 đồng trên một độ. Đắc lắc là 305 đồng trên một độ, mũ tạp là 285 đồng trên một độ. Ninh thuận là 305 đồng trên một độ. Mũ tạp là 285 đồng trên một độ. Bình thuận là 305 đồng trên một độ, mũ tạp là 285 đồng trên một độ chuyển qua khu vực của miền Nam. Giá mũ cao su của miền Nam ngày 7 tháng 11 năm 2023. Chúng ta có Bình Phước là 315 đồng trong một độ, Ngũ Tạp là 295 đồng trong một độ. Đồng Nai là 315 đồng trong một độ. Ngũ Tạp là 295 đồng trong một độ. Thành phố Hồ Chí Minh là 310 đồng trong một độ. Và Ngũ Tạp là 295 90 đồng trong một độ. Bình Dương là 320 đồng trong một độ và mũ tạp là 300 đồng trên một độ. Tây Ninh là 320 đồng trên một độ, mũ tạp là 300 đồng trên một độ. Bà Vũng Tàu là 315 đồng trên một độ, mũ tạp là 295 đồng trên một độ. Long An là 310 đồng trên một độ và mũ tạp là 290 đồng trên một độ. Đồng Tháp là 305 đồng trên một độ, mũ tạp là 285 đồng trên một độ. Tiếp tục với miền Nam, đồng bằng sông Cửu Long, An Giang là 315 đồng trong một độ, Mũ Tạp là 285 đồng trên một độ, Vĩnh Long là 315 đồng trên một độ, Mũ Tạp là 285 đồng trên một độ, Cần Thơ là mũ nước là 310 đồng trong một độ, Mũ Tạp là 270 đồng trên một độ, Kiên Giang là 310 đồng trong một độ, Mũ nước, Mũ Tạp là 296 đồng trong một độ, Hậu Giang là 310 đồng trong một độ, Mũ nước là hai, Mũ Tạp là 285 đồng trên một độ. Cà Mau là cũng như là Hậu Giang bằng nhau Tiền Giang là 315 đồng là mũ nước Còn mũ tạp là 285 đồng Bạc Liêu là 315 đồng trong một độ Mũ tạp là 285 đồng trong một độ Trà Vinh là 305 đồng trong một độ Và mũ tạp là 285 đồng trong một độ Bến Tre là 305 đồng trong một độ Mũ tạp là 285 đồng trong một độ Sóc Trăng là 305 đồng trong một độ và mũ tạp là 285 đồng trên một độ và anh chị và các bạn đang hiện tại là em đang cập đã cập nhật tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc và thực tế thì thương lái khi mà mua thì giá sẽ thấp hơn một chút xíu so với lại những cái công ty hay là chuyển nhượng những cái tạng mũ về cho những cái nhà máy để cập nhật những cái thông tin mà đầy đủ nhất và thực tế nhất thì mong anh chị và các bạn hãy comment về giá mũ hiện tại của mình tại tỉnh thành và khu vực huyện xã của mình là bao nhiêu nhé để cho em có những cái thông tin chính xác và cụ thể nhất về thực tế để có thể cập nhật nhanh nhất và sớm nhất về những giá mũ cho anh chị và các bạn trong video và tin tức mới nhất video của em đến đây kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hẹn gặp lại vào video lần sau bye bye